Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung Đoàn Hoàng Anh, con gái kín tiếng của Bầu Đức. Bầu Đức có 3 người con, cô con gái đầu lòng 31 tuổi của đại gia này là người giỏi giang nhưng cũng rất giản dị. Hiện cô được biết tới là đồng sở hữu của chuỗi cà phê ông Bầu, nổi tiếng với khối tài sản khủng và lại có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Nhưng cuộc sống đời tư, gia đình của Bầu Đức thì được ông giấu rất kín. Với Bầu Đức, gia đình là số 1. Từ sau sự cố trọng tài năm 2006, ông đã giấu biệt vợ con. Đôi khi hứng chí thì ông đố, tôi đố mấy ông tìm ra được một tấm hình nào của vợ con tôi. Ông đã nói ngay cả cô con gái khi đi du học bên Singapore cũng không ai biết là con của Bầu Đức. Bầu Đức giấu con kỹ đến nỗi tại buổi khởi công xây dựng một công trình lớn của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar, nhiều người đã bất ngờ về sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng của Bầu Đức tại lễ khởi công. Cô gái ấy có tên Đoàn Hoàng Anh, khi đó 24 tuổi, làm việc năng nổ, chu đáo nhưng phong cách giản dị. Đặc biệt khi hoàn tất buổi lễ khởi công thì âm thầm ngồi vào bàn ăn cùng các nhân viên. Nói tóm lại, ai cũng ngỡ ngàng khi biết đó là con gái của vị tỷ phú nổi tiếng nhất Việt Nam. Ba người con của Bầu Đức lần lượt Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh sang học tập ở Singapore từ rất sớm. Trong đó, cô con gái đầu lòng của vị tỷ phú này sang đất nước sư tử từ năm 11 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, từng làm cho một ngân hàng nước ngoài và giờ về Việt Nam cùng với con của Bầu Thắng, chuỗi cà phê ông Bầu. Hai người em sau đó học từ hồi 5 tuổi và 2 tuổi. Ngay cả vợ của ông cũng ở bên Singapore để tiện chăm sóc và giáo dục con cái. Chính vì thế mà chẳng mấy khi vị phu nhân của đại gia này xuất hiện trước công chúng. Chỉ mới đây trong buổi tiệc tất niên tại Tư Gia có sự góp mặt của huấn luyện viên Kia Thi Sắc và nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và của Bầu Đức mới lộ diện. Cũng trong năm 2014, trong lần hiếm hoi chia sẻ về gia đình mình, Bầu Đức đã bật mí: vợ phải toàn tâm, toàn ý chăm con. Nói thật nhé, xưa nay chưa bao giờ mình nói về gia đình trên báo chí, dù nó là nơi mà mình hài lòng nhất, hạnh phúc nhất. Lần này mình phá lệ, nhưng cũng chỉ ngắn gọn thôi. Mình có 3 con, đứa đầu là con gái mà anh nhắc đến tại lễ khởi công ở Myanmar. Thật ra cháu không phải làm việc cho Hoàng Anh Gia Lai, dịp ấy chỉ là về phụ giúp mình thôi, chứ cháu làm cho một ngân hàng nước ngoài để thu thập kinh nghiệm. Mình cho con sang Singapore học từ hồi 11 tuổi, hai đứa em nó còn sớm hơn, một đứa sang từ 5 tuổi và đứa út từ 2 tuổi, Bầu Đức đã tiết lộ vào thời điểm đó. Mình thì công việc bù đầu, đi suốt, một tháng may ra có được 3 ngày sống cùng gia đình ở Singapore. May là mình có bà xã lo hết mọi chuyện gia đình, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Phải nói rằng đến giờ này thì về chuyện vợ con mình sướng lắm, hạnh phúc lắm, Bầu Đức cho biết. Đặc biệt khi nói về cách giáo dục con cái, Bầu Đức chia sẻ: mình nghĩ điều quan trọng nhất để giáo dục con cái là môi trường. Môi trường ở đây là gia đình, là cộng đồng xã hội xung quanh. Ý mình không dám chê xã hội Việt Nam là tệ, dù sự thật đang có lắm vấn đề. Theo Bầu Đức, lý do mà ông muốn con cái đi du học ở nước ngoài không chỉ vì môi trường giáo dục tốt mà còn là để cho con tự lập, tránh được tiếng con của đại gia. Singapore là nước có môi trường tốt, kỷ luật gần gũi với Việt Nam. Bầu Đức đã từng chia sẻ: con gái tôi đã kể, bạn bè con nhiều đứa bảo chẳng cần vào đại học cũng giàu như Bill Gates, như ông Đức. Nhưng các cháu không biết rằng cơ hội vẫn dành cho số đông đến từ chuyện học hành nghiêm túc. Nhưng với riêng gia đình mình thì cứ nghĩ xem, mang tiếng con đại gia thì đương nhiên sẽ gặp nhiều sự rủ rê, rủ rỗ. Đừng chủ quan khi nghĩ rằng con mình sẽ vượt qua cạm bẫy, nó đi học, ra đời mình làm sao bám theo nó suốt được. Chính vì vậy, mình quyết định cho các cháu ra nước ngoài sống từ nhỏ, ở đó nó như được người bình thường, chẳng ai biết là con đại gia, và mình đã chọn Singapore. Vì dù sao đó cũng là một nước Á Đông có môi trường tốt, kỷ luật gần gũi với Việt Nam, rồi cũng dễ cho bà xã mình đi chùa ăn chay nữa, Bầu Đức trải lòng. Kể từ sau giai đoạn kể trên, ông Đoàn Nguyên Đức không chia sẻ thêm thông tin về con gái của ông nữa. Tuy nhiên, đầu năm 2020, giới kinh doanh đã bất ngờ khi biết Đoàn Hoàng Anh đã cùng với con trai của Bầu Thắng mở chuỗi cà phê ông Bầu. Theo Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần cà phê ông Bầu được thành lập cuối tháng 11 năm 2019
trụ sở tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Hoàng Anh và Võ Quốc Lợi, con trai của Bầu Thắng, giữ tỷ lệ sở hữu mỗi người 24,5%, cá nhân còn lại là bà Trần Thị Kim Oanh nắm 51% vốn. Cà phê ông Bầu có tốc độ phát triển ấn tượng nhờ đi theo hướng nhượng quyền. Tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2020, chuỗi cà phê này đã có gần 1.500 điểm bán đi vào hoạt động tại hơn 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.